Xin chào các bạn trên kênh YouTube Nói Chung và bạn Giang Nói Riêng. Đây là giống khoai lủi, khoai sọ dọc tím của mình nhé. Và cái loại ngắn ngày đấy các bạn ạ. Cái loại này á, bây giờ hôm nay là mùng 3 tháng 2 âm lịch. Nếu các bạn trồng, về các bạn trồng ngay thì thời tiết thứ nhất là thời tiết nó ấm này. Thứ hai nữa là nếu như mà đất của các bạn mà đủ độ ẩm á, nó mọc ngay á, thì các bạn cứ tính từ ngày hôm nay cho đến khi bạn thu hoạch thì khoai của chúng mình chỉ dài nhất là 3 tháng, mà không là chỉ 2 tháng rưỡi thôi nha các bạn nhé. 2,5 tháng là các bạn có thể thu hoạch, củ nó sẽ to hơn thế này. Lý do tại sao? Bởi vì cái khoai này á là mình trồng từ tháng 10, nửa tháng 10, 20 tháng 10 âm lịch các bạn nhé. Thì cái thời gian đấy á là nó rất là rét và nó hạn, nó khô, nó không phát triển được, thế nên là cái củ của nó mới như thế này các bạn này. Đây là những củ to, còn đây là những củ nhỏ. Thì đây chủ yếu là mình trồng để mình giữ giống và mình chọn những cái củ to mình ăn thôi. Khoai này thì bây giờ vẫn là bở bở lắm các bạn ạ. Bở lắm. Nhưng mà bạn Giang ở trong Quảng Ngãi, bạn nhờ mình mua hộ 5kg giống. Thì đây là cái chỗ này là mình để làm giống này. Thế nên là cái củ của nó nhỏ và mình để nó rất là cẩn thận, nó khô, nó không có một tí gọi là ẩm ướt nào ấy. Này các bạn này, những củ này này. Những củ này thì các bạn ăn vẫn rất là bình thường, rất là ngon. Mà cái khoai này thì được cái là củ nó tròn, nó rất là đẹp các bạn nhé. Này các bạn nhìn đấy, tròn xoe, tròn như quả trứng luôn. Thế bây giờ nếu như các bạn trồng á là nó chỉ có 8 củ, 7, 8 củ một cân thôi các bạn ạ. Những củ nó cứ tròn xoe ra như nắm tay này này, thích lắm ấy. Thế mà có khóm á thì bạn mà canh tác tốt, bạn trồng thưa, bạn canh tác tốt thì nó phải được khoảng độ 4 đến 5 cân, 6 cân một khóm nha các bạn nhé. Nó đẻ vùng ra như một cái dế. Thế thì các bạn trồng. Và đây chị cũng hướng dẫn cho bạn Giang cách trồng nhé. Về ví dụ những cái củ mà chị vẫn cứ để cả khóm nhẹ như này, em nhẹ ra từng củ nhé. Cứ nhẹ ra từng củ một. Đấy. Em nhẹ ra từng củ một thì là em trồng. Cứ mỗi củ này là một khóm nhá Giang nhé. Thế xong rồi em trồng hàng cách hàng. Em trồng khoảng độ 70 và cây cách cây em trồng cho chị khoảng 40 Giang nhé. Thì em trồng xong em cho bón lót phân chuồng, phân hóa học vào. Thế rồi em khi em lấp thì em lấp nửa kín nửa hở thôi, chứ đừng có lấp sâu quá, nghĩa là lấp kín cái củ khoai này thôi nhé. Thế xong để cho nó mọc lên. Mọc lên một cái thì là em mới lại để cho nó nhanh mọc ấy. Lý do tại sao chị bảo là để cho nó nửa kín nửa hở để cho nhanh mọc, chứ em mà trồng sâu quá là nó sẽ lâu mọc đấy Giang nhá. Thế xong rồi em mới, nếu mà nó mùa này nó hay mọc cỏ, em có rơm dạ hay có cỏ em phủ lên trên chốc của chị nhé, để cho nó này, các bạn nhìn cụ này, cho nó không bị mọc cỏ là một, mới giữ độ ẩm. Cái khoai này là nó ưa đất tốt, đất xốp và đất ẩm nhé các bạn nhé. Giang nhá, thì về là em sẽ nhẹ từng củ này ra, đưa từng củ như thế này này. Mỗi khóm em cho một củ thôi. Còn cái loại củ nhỏ xíu siêu siêu á thì ví dụ như cái khóm này, cái nhẽ này có 3 củ này, em tách ra làm 3. Đấy. Em tách ra làm 3 em trồng. Nếu mà cái loại mà củ nhỏ quá như thế này thì em cho 2 khóm củ một khóm nhé. Cũng được, mà trồng một củ một khóm cũng được. Sau này nó mọc lên nó tốt hay không là do phân. Em cho nhiều hay ít nhá. Nếu như mà đến lúc cái lúc bón lót mà em cho ít phân nữa thì đến lúc mà nó mọc lên cây mẹ, nó bắt đầu đẻ ra cây con rồi thì em lại bón cho chị một lượt nữa, xong rồi em vun nó vào nhé. Thì khoai này của em là rất là đẹp, mà em đừng để cho mọc nhiều củ con quá xung quanh. Em chỉ thấy nó lác đác mọc lên khoảng độ 1 đến 2 cái con mọc lên bên cây con, nó mọc bên cạnh đấy thì là em đem em vun vào cho chị. Thế xong rồi á, khi em vun vào thì em mặc kệ nó, cây nào mọc lên cứ kệ nó, cho nó lên cho phát triển bình thường em nhé. Có những cái khóm khoai chị nói với em là cái đường kính khóm của nó to như cái miệng nón ấy, xong cái lúc mà em đào em thu hoạch ấy thì bên dưới cái gốc của nó cũng to như miệng nón miệng thúng em ạ.
Thích lắm, cái khoai này thích lắm. Mà củ nó cứ tròn, củ con nó đẻ củ cháu đẻ củ chắt, củ chút, củ chít, thế là nó cứ bùm, rúm ra này này, thích lắm em ạ. Nhưng vào đây thì bây giờ chị ấy, đã chuẩn bị một cái túi, có cái lỗ thủng đây rồi, thế nhưng mà chị vẫn phải cho vào cái thùng này để chị gửi đi Quảng Ngãi cho em. Đi Quảng Ngãi là đi máy bay em ạ. Thế nên là chị phải cho vào cái hộp giấy. Đây chị kiếm cái hộp bia 333 này, là chị ướm là vừa thử vừa đủ rồi. Nhưng chị đóng vào đây xong rồi là chị cho lên bưu điện gửi cho em nhé. Đây. Cái này là mang gửi cho lên bưu điện xong rồi là dán địa chỉ vào là lấy nhá.